Hello mọi người, chào mọi người trở lại với kênh Mimi Family. Hôm nay thì gia đình Mi sẽ dẫn mọi người đi ngắm hoa anh đào cùng với gia đình của nhà Mi nha. Thì dãy hoa anh đào này nằm tại công viên ở trung tâm thành phố luôn, nên sẵn tiện là Mi sẽ quay một vài cảnh quay về thành phố cho mọi người cùng ngắm nha. Và đây là những cảnh quay Mi quay được trên đường đi đến công viên. Thì cũng không quay được nhiều cảnh đẹp cho mọi người coi. Nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay nhìn rất là vắng vẻ và nhìn rất là buồn luôn. Mặc dù là Mi đã đi vào ngày cuối tuần là ngày Chủ nhật rồi. Và đây là cái lúc mà gần tới nơi rồi mà Mi à vẫn đòi ăn nè. Em ăn dính tèm lem đầy miệng luôn. Tới nơi rồi mọi người ạ. Thì cái công viên này nó khá là dài, để tiết kiệm thời gian và đến được cái nơi chính xác thì mọi người hãy search vào cái tên Mi ghi trên màn hình nha. Và bây giờ gia đình Mi sẽ quẹo vào phải để đi giữ xe. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên Mi đi vào đây để ngắm hoa anh đào. Bởi vì những năm trước đó là chỉ đi ngang qua thôi và cũng không có canh đúng dịp hoa anh đào nở để vào ngắm. Năm nay thì có kinh nghiệm hơn và mới thấy là giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 là khoảng thời gian tuyệt nhất để mọi người đi ngắm hoa anh đào. Tới đây rồi Mi mới thấy là sẽ có nhiều người họ tới đây. Họ đem theo cả thảm và đồ ăn để vừa ngồi ngắm hoa vừa ăn nữa mọi người. Rất là vui luôn, không khí rất là trong lành. Chắc là sang năm Mi cũng sẽ làm như vậy. Và bây giờ là còn các hai mẹ con đang vừa chơi vừa tạo dáng cho ba chụp hình nè. Đây là một cái góc view rất là đặc biệt. Mọi người search trên mạng là mọi người hầu như thấy là sẽ có rất là nhiều hình ảnh với cái góc view này. Bởi vì ngoài cái việc mọi người ngắm hoa anh đào nè, mọi người sẽ được ngắm con sông. Đây là một con sông chảy dài qua trung tâm của thành phố. Bên cạnh đó đặc biệt hơn nữa đó là cái cây cầu thép. Đây là một cây cầu thép được xây dựng vào năm 1912 và đến bây giờ là nó đã được 109 năm rồi đó mọi người. Bây giờ sẽ quay lại vườn hoa anh đào cho mọi người cùng ngắm nha. Theo những thông tin mà Mi tìm hiểu ở trên mạng thì vườn hoa anh đào này có khoảng hơn 100 cây hoa anh đào và được trồng thành hai hàng thẳng. Những cái hoa anh đào này thì được trồng vào năm 1990 bởi những người Mỹ gốc Nhật. Bây giờ sẽ là những khoảnh khắc và những bức ảnh mà mẹ con Mi đi chơi trong ngày hôm nay.
là cái phần cuối của dãy hoa anh đào, mọi người sẽ thấy là có khoảng tầm 10 gốc hoa anh đào màu trắng nữa. Thật sự mà nói, trước giờ My đi chơi á, là My chỉ cần biết tên và địa chỉ My tới thôi. My ít khi mà dành nhiều thời gian để mình search những thông tin khác. Nhưng mà khi làm clip để giới thiệu đến mọi người như thế này thì My lại muốn nó chỉnh chu hơn. Vì thế là My search nhiều thông tin hơn để My chèn ghép và nói trong clip cho mọi người, để mọi người vừa được ngắm cảnh và mọi người được biết nhiều thông tin hơn. Hy vọng là mọi người thích clip như thế này. Mọi người nhớ nhấn like và subscribe cho kênh của My nha. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.